Làng du lịch Tân Hóa ở xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình từng được Tổ chức Du lịch Thế giới vinh danh là làng du lịch tốt nhất thế giới vào năm 2023. Đến Tân Hóa, du khách sẽ thấy kể cả vào mùa mưa lũ, cuộc sống vẫn giữ được nét bình yên, sinh hoạt của người dân diễn ra bình thường. Ông Trương Thanh Duẩn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hóa cho hay, trước đây lũ đến luôn là nỗi ám ảnh, khiến cuộc sống người dân trở nên đầy căng thẳng và lo lắng. Tuy nhiên, nhờ những ngôi nhà phao thích ứng với thời tiết, một sáng kiến đặc biệt tại địa phương này trong những năm gần đây, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Đây là một dạng nhà nổi có thể nâng lên theo mực nước. Những căn nhà phao này được cố định vào cột định vị cao 5-7 mét để nhà không bị trôi đi. Để thuận tiện di chuyển trong làng, mỗi gia đình đều có thuyền phao để đi lại. Trâu bò cũng chuyển lên khu vực núi cao. Hàng ngày người dân chèo thuyền cắt cỏ cho trâu bò ăn. Với mô hình du lịch thích ứng biến đổi khí hậu, dù mưa lũ, người dân Tân Hóa vẫn có thể đón khách du lịch đến ở, ăn uống trên các nhà nổi và dần trở thành một sản phẩm du lịch ấn tượng. Hiện Tân Hóa có trên 10 căn homestay làm trên nhà nổi và du khách có thể vào ở trong những ngày ngập lụt. Khách du lịch đến Tân Hóa có thể trải nghiệm cuộc sống mùa lũ như người dân bản địa với việc thả lưới câu cá, chèo thuyền, ngắm cảnh quan mùa lụt và tận hưởng những món ăn đặc trưng.